Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về cách xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78 và nghị định 123. Khi nào thì chúng ta phải xử lý hóa đơn sai sót? Trong trường hợp mà công ty chúng ta lập hóa đơn bán ra cho khách đã thông báo phát hành hoặc đã chưa thông báo nhưng phát hiện ra sai sót thì lúc đó các bạn phải xử lý. Thì có các trường hợp xử lý về hóa đơn sai sót như sau. Trường hợp thứ nhất là người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng chưa gửi cho người mua mà phát hiện ra sai sót. Thì lúc này chúng ta sẽ xử lý như sau. Bước 1, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04SS hóa đơn điện tử phụ lục 1A ban hành kèm theo nghị định số 123/2020/Nghị định chính phủ. Gọi tắt là mẫu 04SS hóa đơn điện tử về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót đó trên hệ thống của cơ quan thuế. Bước 2 là lập hóa đơn điện tử mới, sau đó ký số gửi cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập và bước 3 gửi lại hóa đơn đúng cho người mua. Lưu ý người bán lựa chọn mẫu số 04SS hóa đơn điện tử để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh. Trường hợp thứ hai là hóa đơn điện tử có cấp mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có cấp mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về tên địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Ở đây các bạn lưu ý là có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế thì tùy theo từng doanh nghiệp, có doanh nghiệp đăng ký có mã của cơ quan thuế, có doanh nghiệp không đăng ký có mã của cơ quan thuế thì lúc đó trên mẫu hóa đơn sẽ có ký hiệu là C hoặc K. Thì hóa đơn có hay không có mã cơ quan thuế vẫn là hóa đơn hợp lý nhưng mà chúng ta phải xem những nội dung bên trong đó có đúng hay không. Và cách xử lý trường hợp mà sai sót của trường hợp 2 thì bước 1 là người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót. Bước 2 là người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo mẫu số 04SS hóa đơn điện tử phụ lục 1A trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. Lưu ý người bán không phải lập lại hóa đơn. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 19 nghị định số 123 2020 nghị định của chính phủ sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu. Người bán lựa chọn mẫu số 04SS hóa đơn điện tử để thông báo về việc điều chỉnh cho từng hóa đơn sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh. Trường hợp thứ ba là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai mã số thuế sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn sai về thuế xuất hoặc là tiền thuế hoặc là hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách chất lượng thì lúc này chúng ta sẽ phải xử lý như sau cách một bước 1 người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót sau đó ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận ghi rõ trước khi lập hóa đơn Điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót đó. Hóa đơn điện tử điều chỉnh có điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số ký hiệu ngày tháng năm. Bước 2 là gửi lại hóa đơn đúng cho người mua. Cách thứ hai Bước 1, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ thay thế cho hóa đơn mẫu số ký hiệu ngày tháng năm. Bước 2 là gửi hóa đơn đúng cho người mua. Lưu ý, người nộp thuế không phải lập mẫu số 04SS hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan thuế. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế quy định tại điểm B khoản 2 điều 19 nghị định 123/2020 nghị định của chính phủ. Sau đó phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu. Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì điều chỉnh giảm ghi dấu âm, điều chỉnh tăng ghi dấu dương đúng với thực tế điều chỉnh. Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế. Trường hợp xử lý thứ tư là cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót. Thì lúc này cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 01 TB RSDT phụ lục 1B ban hành kèm theo nghị định này để người bán kiểm tra sai sót. Theo thời hạn thông báo ghi trên mẫu số 01 TB phụ lục 1B, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04SS hóa đơn điện tử tại phụ lục 1A ban hành. Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, trong đó ghi rõ căn cứ kiểm tra là thông báo mẫu số 01TB RSDT của cơ quan thuế bao gồm thông tin số và ngày thông báo. Hết thời hạn thông báo ghi trên mẫu số 01TB RSDT phụ lục 1B mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo mẫu 01TB RSDT phụ lục 1B mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp thứ 5 là hóa đơn đã được lập theo quy định tại nghị định số 51, nghị định số 04 thì lúc đó chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Bước 1, người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Bước 2, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04 SS hóa đơn điện tử và bước 3, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo nghị định số 51 2010, nghị định số 04/2014 nghị định của chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sau đó, người bán ký số trên hóa đơn điện tử thay thế đã lập hoặc đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã hoặc gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn đã lập. Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ thay thế cho hóa đơn mẫu số ký hiệu số ngày tháng năm và bước 4 là gửi hóa đơn điện tử thay thế cho người mua. Tất cả các mẫu 04 thì chúng ta đều làm ở trên trang hóa đơn điện tử mà công ty các bạn sử dụng để xuất hóa đơn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo thông tư 78 và nghị định 123.